Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tại sao không điều Phạm Minh Chính sang ghế Chủ tịch nước rồi cho xử luôn. Cho đến nay, ghế Chủ tịch nước đã quật ngã được hai người. Người đầu tiên là ông Trần Đại Quang. Ông Quang đã mất mạng, còn người thứ nhì là ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc chỉ mất chức. Vì sao phe mạnh lại ưa triệt người đang ngồi ở vị trí Chủ tịch nước đến như vậy? Bởi ghế Chủ tịch nước thực tế là hữu danh vô thực, như chim không có lông cánh nhưng không còn khả năng để sinh tồn. Vì thế, điều nạn nhân những chiếc ghế này thì dễ ra tay nhất. Có người cho rằng nếu ông Nguyễn Xuân Phúc còn ở cương vị thủ tướng thì chưa chắc gì ông bị hạ như ngày 18 tháng 1 vừa qua. Bởi ghế thủ tướng được xếp dưới ghế chủ tịch nước nhưng lại có thực quyền hơn rất nhiều. Như ông Nguyễn Tấn Dũng một thời làm thủ tướng, có ai làm gì được ông khi ông còn ở cương vị thủ tướng đâu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi hiện nay. Từ ngày 18 tháng 1 cho đến nay gần một tháng nhưng ghế chủ tịch nước vẫn đang bỏ trống. Bởi ông Tô Lâm đang cố bám vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an để được an toàn. Với quyền bính trong tay, với hàng triệu công an trong tay, với ngân sách lên tới 5,2 tỷ đô la cho năm 2023, thì ông Tô Lâm đã có đủ, có sức mạnh vũ lực, nắm quyền bổ nhiệm giám đốc công an các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, dường như đã giúp ông Tô Lâm đưa tay chân thân tín để lót ổ ở các địa phương. Với ngân sách lên tới 5,2 tỷ đô la cho một năm, thì quyền lợi và kinh tế có được từ ghế bộ trưởng là không thể nào kể ra cho hết. Ông Tô Lâm bị đề nghị ngồi vào ghế chủ tịch nước khi mà tấm gương Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc còn sơ sơ ra đó. Khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, ông Tô Lâm sẽ sợ bị trả thù vì làm sao ông có thể đỡ nổi đây. Có thể nói rằng nếu ông Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không ra tay. Tuy nhiên vì ông Tô Lâm đã có quá nhiều kẻ thù, nên nếu ông ngồi vào chiếc ghế không thực quyền như ghế chủ tịch nước thì bao giờ cũng không an toàn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc từ ghế thủ tướng đã bị đẩy sang ghế chủ tịch nước rồi bị ra tay. Tờ Thời báo .d đã nhận được những thông tin từ người giấu tên đang công tác trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết ông Tổng Bí thư đang thừa thắng xông lên muốn làm tiếp vố thứ nhì dọn đường quan lộ cho đệ tử Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, ông Tổng đang loay hoay, chưa biết đưa ra chiến lược nào để thực hiện ý đồ mà thôi. Hành động xua quân đánh vào IEC khi ông Phạm Minh Chính đang đi công du tại Singapore cho thấy chiêu thức rất quen thuộc. Chiêu thức đấy tương tự như chiêu thức đã sử dụng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc khi ông đi công du Indonesia vào hồi tháng 12 năm 2022 cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 2, phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra để xem xét quyết định về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề nhân sự do ông Phạm Minh Chính đề xuất. Chỉ là nhân sự cấp thấp, không thể nói gì về vấn đề nhân sự cho hai chiếc ghế trống hiện nay là ghế Chủ tịch nước và ghế Phó Thủ tướng của ông Lê Văn Thành để lại. Theo thông tin từ bên trong tiết lộ, ghế Chủ tịch nước vẫn chưa có chủ. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng không ép được ông Tô Lâm vào chiếc ghế Chủ tịch nước thì liệu rằng ông có thể nào ép được Phạm Minh Chính ngồi vào ghế chủ tịch nước hay không? Nếu ông ép được ông Phạm Minh Chính ngồi vào ghế chủ tịch nước như từng ép ông Nguyễn Xuân Phúc, thì có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng có rộng đường để tính toán. Đây là hình ảnh, nếu đẩy được ông Phạm Minh Chính sang chiếc ghế chủ tịch nước cũng là giải pháp không tồi đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Câu chuyện về chiếc ghế chủ tịch nước đang bỏ trống sẽ còn là đề tài rất nóng hổi khi gần đến ngày Hội nghị Trung ương 7 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5. Nếu không có gì bất thường. Còn 3 tháng nữa để đấu tranh và dẫn dụ nhau ra khỏi vùng đã được mai phục rồi để ra tay. Ghế chủ tịch nước hiện nay có vẻ như đang là một cái bẫy hơn là một vị trí có đặc quyền, đặc lợi vậy. Có những lúc người ta chiến nhau để giành ghế, nhưng đôi khi họ cũng chiến nhau để đẩy cho kẻ thất thế phải rơi vào chiếc ghế nào đó. Trò chơi chính trị ở cung đình Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lắm chuyện rất bi hài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Tại sao không điều ông Phạm Minh Chính sang ghế chủ tịch nước rồi cho xử luôn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng vắng mặt sứ Tàu gặp riêng Trần Lưu Quang. Thủ tướng Phạm Minh Chính lành ít
giữ nhiều. Nhân vật Trần Lưu Quang là nhân vật có bước tiến của xe tăng. Tiến tới đâu các đối thủ ngã nhào tới đấy. Ông Trần Lưu Quang thay Tất Thành Cang, sau đó Tất Thành Cang bị tống vào tù. Thay Lê Văn Thành, sau đó Lê Văn Thành ngã vì bệnh lạ. Và Thời báo chấm D cũng đã xem ông Trần Lưu Quang là một con ong đã lọt vào tay áo của chính phủ, đợi ngày đốt ông Phạm Minh Chính và lên ngồi. Cho tới giờ phút này vẫn chưa rõ nhân vật nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang đỡ đầu cho Trần Lưu Quang, bởi con đường tiến thân được dọn sẵn, được giải thảm là loại được bên trên ra tay dọn đường. Có vẻ như phe Nguyễn Phú Trọng đã ra tay dọn đường hay sao, tuy nhiên dấu ấn thì cũng chưa rõ. Đây là hình ảnh vào ngày 8 tháng 2, ông Phạm Minh Chính đi Singapore. Dấu ấn rõ nhất là cú đánh làm Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bay khỏi ghế. Cú đánh này nhằm loại bỏ tầng lớp kỹ trị Tây học. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là người thân tàu. Ông loại bỏ những quan chức Tây học đã dấy lên nghi ngờ từ báo chí nước ngoài rằng ông muốn thay thế những người có tư tưởng không gần tàu mà học hành bên trời Tây bằng những người khác gần tàu hơn. Ân chồng Lưu Quang được dọn cỗ, nhưng quan trọng là ai dọn đây? Cho đến khi ông Trần Lưu Quang được thông báo chính thức là Phó Thủ tướng thay thế cho ông Phạm Bình Minh, thì có người nghi ngờ ông này là người thân tàu, mặc dù ông Trần Lưu Quang chưa có thông tin nào cho thấy ông đi tàu học tập cả. Mối nghi ngờ lại dần được khẳng định khi ngày 8 tháng 2, ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, đã đến văn phòng chính phủ gặp riêng ông Trần Lưu Quang. Ông Hùng Ba về danh nghĩa là đại sứ, cũng như bao đại sứ khác, tuy nhiên về vai trò thực sự thì ông Hùng Ba giống như một đặc mệnh toàn quyền của Bắc Kinh đóng tại Hà Nội. Đây là hình ảnh vào ngày 8 tháng 2, ông đại sứ Hùng Ba gặp ông Trần Lưu Quang. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không phải là quan hệ bình đẳng như các quốc gia khác. Với các quốc gia khác, Việt Nam xem là đối tác, còn với Trung Quốc thì xem là anh em, không phải là đối tác. Đối tác là bình đẳng, anh em là bất bình đẳng. Và trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, ai là anh, ai là em? Chẳng lẽ Việt Nam làm anh được hay sao? Thực chất, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam dùng chữ anh em để che đậy cho tình trạng thiên triều, chư hầu của hai đảng cộng sản. Cho nên, mọi hành động của Hùng Ba được giới phân tích rất chú ý vì nó hàm chứa mệnh lệnh của ông Tập Cận Bình đối với Việt Nam. Gặp ông Trần Lưu Quang, ông Hùng Ba có nhắc đến việc ông Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc và nhấn mạnh về tuyên bố chung cũng như các thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong chuyến thăm này. Đây chính là lời nhắc nhưng cũng là mệnh lệnh. Đáp lại, ông Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục giao lưu, tiếp xúc cấp cao, tổ chức tốt phiên họp lần thứ 15 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các hoạt động giao lưu, trao đổi hai đảng và giữa các nước, ban, bộ ngành, đoàn thể, địa phương, hai bên cũng đang được tiến hành. Đây là hình ảnh ong đang ở trong tay áo, đợi ngày trích ông Thủ tướng. Có người đánh giá nếu ông Nguyễn Phú Trọng không nhanh nhẩu bắt tay với Tập Cận Bình khi ông này đang là Phó Chủ tịch Trung Quốc, nếu không long trọng đón tiếp Tập Cận Bình khi đó bằng cờ 6 sao, thì ông Trọng khó mà có sức mạnh đánh tan thế lực Nguyễn Tấn Dũng trong đảng. Và chuyến đi Trung Quốc vào cuối tháng 10 năm ngoái đã cho thấy sức mạnh chính trị của Nguyễn Phú Trọng tăng lên như thế nào. Con bài hầu tàu rất lợi hại trên chính trường, nó đảm bảo bất cứ thế lực nào cũng có thể chuyển bại thành thắng. Chọn lúc ông Phạm Minh Chính đi công du, Hùng Ba đến gặp Trần Lưu Quang là một động thái bất thường. Nó cho thấy Trung Quốc đang xây dựng thế lực lãnh đạo mới thân tàu, thay thế và ông Nguyễn Phú Trọng vốn đã quá già. Một trong những người được xây dựng đó chính là Trần Lưu Quang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin Thủ tướng vắng mặt, sứ tàu gặp riêng Trần Lưu Quang. Phạm Minh Chính lành ít giữ nhiều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de